xin chào các bạn, mình là Kim Long Trâm đây. Hôm nay mình sẽ chỉ tiếp cho các bạn một con web mà có thể kiếm được khoảng chừng 45 triệu Satoshi của đồng Tron trong một nốt nhạc. Phần link thì mình sẽ để dưới mô tả video nhé. Sau khi các bạn nhấp vào địa chỉ lên trong web thì nó sẽ hiện ra một giao diện trên web như thế này. Và các bạn chỉ cần nhấn vào phần Register để mình đăng ký. Ở đây thì các bạn sẽ nhấp địa chỉ email của mình, sau đó sẽ là password và các bạn nhập lại password của mình một lần nữa. Rồi các bạn thực hiện cái I'm not robot ở đây và các bạn nhấn sign up ha. Sau khi mà các bạn đã đăng ký và các bạn đã verify tài khoản của mình thì các bạn sẽ ra một cái giao diện trên web như thế này. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ trên xuống dưới ha. Đây là cái phần faucet, là cái phần mình có thể đào thủ công bằng tay. Thì các bạn có thể thấy ở đây là hiện tại nó đang cho mình một lượt đào free nè. Và sau mỗi lần lượt đào free này, nếu các bạn muốn đào tiếp thì các bạn phải thực hiện một cái short link. Là bên đây, các bạn thực hiện một cái short link thì các bạn sẽ được một lần để các bạn đào free. Và cái phần đào free này nó là được 25 đồng coin nha. 25 đồng coin. Và nó không có giới hạn thời gian. Cái phần auto faucet này thì nếu các bạn thực hiện xong một cái short link. Các bạn thực hiện xong một cái short link nè. Short link thì mình đã chỉ và hướng dẫn làm ở trong cái phần video mà làm về faucet crypto. Các bạn có thể coi lại video ha. Thì mình làm short link này thì ở đây mình sẽ nhận được 10 coin. Và mình sẽ có 50 năng lượng. Và 50 năng lượng này thì mình sẽ vào cái phần auto faucet thì nó sẽ tự động đào cho mình trong vòng 2 phút thì mình sẽ đạt được 30 coin. Nên là mình chỉ cho các bạn là nếu các bạn đã làm cái phần short link rồi thì các bạn đừng có đào bằng phần faucet. Thì đào cái phần faucet này các bạn chỉ được 25 coin thôi. Nhưng mà các bạn làm cái phần mà auto faucet các bạn sẽ được 30 coin, tức là mình sẽ lợi hơn 5 coin. Nhưng mình phải chờ 2 phút. Và lúc mà chờ 2 phút này thì các bạn vẫn phải để ở cái chỗ auto faucet nha. Các bạn có thể chuyển tới những cái trang web khác. Đó, các bạn có thể chuyển những trang web khác thì nó vẫn tự động chạy. Nhưng mà nếu mà các bạn nhập vào một phần nào đó, ví dụ như là các bạn nhập vào phần này, xong sau đó các bạn quay lại cái phần mà auto faucet á, thì nó sẽ bắt đầu đếm giờ lại ha. Các bạn lưu ý giúp mình. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng có một cái phần gọi là xem quảng cáo. Chỉ đây xem quảng cáo nè, nó chỉ được là khoảng 5 coin thôi, nhưng mà thời gian của mình tới 25 giây. Thì mỗi ngày nó sẽ cho các bạn chắc cũng khoảng là trên 10 cái xem quảng cáo và nó reset 24 tiếng nha. Cái phần short link này thì nó cũng là khoảng 30 mấy cái á. Ở đây các bạn có thể thấy là những cái màu đen nè là chưa làm. Và những cái này là mình đã làm rồi nè, các bạn thấy rất là nhiều. Sau 24 tiếng thì nó sẽ reset lại để cho các bạn làm. Đó. Rồi cái phần achievement. Kiểu phần achievement này rất là hay nè. Các bạn mà làm được 15 cái short link thì các bạn sẽ được thưởng 500 coin và thêm 100 cái năng lượng. Tức là các bạn sẽ có thêm được hai cái phần, hai lần auto faucet. Đó. Và nếu các bạn hoàn thành được 25 cái short link này thì các bạn được 1.500 coin và các bạn sẽ có thêm là 250 năng lượng. Tức là 5 lần các bạn thực hiện cái auto faucet, một lần được 30 coin thì tổng cộng của sau 25 lần thì các bạn sẽ được là 2.000 coin nè, thưởng nè, và 350 năng lượng. Mà 50 năng lượng của các bạn thì là được 30 coin. 350 năng lượng này thì các bạn sẽ được là khoảng 201 coin. Thì tổng ở đây các bạn được 2.210 coin. Đó. Rồi các bạn cộng thêm 25 lần short link thì lấy trung bình một short link á. Một short link thì có thể là nó sẽ cho các bạn là 10 coin. Và có những cái short link này nó cho mình 11 nè. Short link nó cho mình là 13, 14, 16 nè, 17 nè. Đó, mình lấy trung bình là khoảng 10 thôi. Thì các bạn làm 25 lần tức là các bạn được 250 coin. Và cộng thêm cái phần mà achievement này thì các bạn sẽ được là khoảng 2.400 ha. Nhưng mà 25 lần short link đó, một lần thì các bạn lại được thêm một cái auto faucet nữa. Tức là 25 này các bạn nhân cho 30 nữa thì các bạn được khoảng chừng 750. Thì tổng cộng các bạn làm một lần á thì nó lên tới 3.000. Thì ở đây mình đã làm rồi là mình làm được hơn 3.000 rồi. Do là mình có coi thêm những quảng cáo nữa nha. Được hơn 3.000 rồi. Và bây giờ mình sẽ thực hiện rút về ví cho các bạn. Thì các bạn vào phần dashboard nè. Xong rồi các bạn kéo xuống dưới thì các bạn có thể thấy là ở đây nó có hỗ trợ nè.
rút đồng Fiora thì một coin của nó tương đương với 100.000 Satoshi, tức là 3.000 coin của các bạn thì đổi được khoảng 300 triệu Satoshi. Của đồng này là khoảng 3 đồng đó bạn, 3 đồng nguyên Satoshi. Đồng Dash này là được khoảng 3.000 nhân 5 là 15.000. Dogecoin này 3.000 nhân với lại 3.000 này là ra được là 9 triệu, 9 triệu Satoshi. Và đồng Tron ở đây là 15.000 thì các bạn nhân cho 3.000, 3 nhân cho 15.000 là 45.000, thêm 3 số 0 là 45 triệu. Đó. Nên là bây giờ là mình sẽ đổi cái đồng Tron này về ví cho các bạn coi nha. Mình đang có là 3.354 nè. Mình sẽ đổi ra đồng 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 Tron và về ví Forsetpay thì mình sẽ nhập địa chỉ cái ví của mình Forsetpay. Mình sẽ thực hiện withdraw. Đó, nó đã chuyển cho mình là bạn thấy là 50 triệu 310.000 Satoshi đã được rút về ví Forsetpay. Bây giờ mình sẽ về ví Forsetpay để mình kiểm tra nha. Mình refresh lại nha các bạn. Các bạn thấy nó lên 1.3 rồi không? Rồi mình kéo xuống đây mình kiểm tra nè. Đây các bạn có thể thấy là 0,5 đồng Tron đã về ví của mình rồi. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn và chúc các bạn thành công.